làm sao qua được mùa đông. Quang Sang xin kính chào quý khách thính giả của tin 360 News. Bản tin thời sự được phát sóng vào lúc 19:30 hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, bản tin ngày hôm nay gồm có những thông tin đáng chú ý như sau. Tại sao Ukraine vẫn có thể kiểm soát khu vực Lankrinki ở Kherson? Tổng thống Putin thực thi chiến thuật gì tại đây? Tướng Mỹ gây sốc khi gợi ý Ukraine học hỏi kinh nghiệm của Đức Quốc xã. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ tố cáo sai lầm cơ bản của phương Tây về Nga. Ukraine chuẩn bị tối tăm vì đòn tấn công sắp tới của Nga. Ông Trump kiểm điểm nhà bị tòa án bang Colorado phong sát. Sau đây xin mời quý khán thính giả theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của kênh tin 360 News. Tại sao Ukraine vẫn có thể kiểm soát khu vực Lankrinki ở Kherson? Các phương tiện truyền thông Ukraine trong thời gian qua đã tuyên bố rằng quân đội Kiev đã cố gắng chiếm được một bãi biển ở tai ngàn sông Dnieper gần Lankrinki theo hướng Kherson và đã mở rộng sự hiện diện của họ trong khu vực, đồng thời được cho là đã ép buộc quân đội Nga phải rút lui. Vậy tình hình ở Kherson đã thay đổi như thế nào trong những ngày gần đây? Theo báo cáo từ các phóng viên quân sự của RIPA sáng ngày 21 tháng 12 cho biết, theo hướng Kherson ở Kherson, các đội hình của Ukraine tiếp tục trấn giữ đầu cầu, thường xuyên điều chuyển ngày càng nhiều lực lượng sang tả ngàn sông Dnieper. Cùng với sự gia tăng lực lượng vượt sông của Ukraine, thì trong vài ngày qua, áp lực hỏa lực từ lực lượng vũ trang Nga cũng ngày càng tăng. Các cuộc tấn công được thực hiện nhằm vào các mục tiêu trong khu vực bãi đáp ven sông, nơi lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng để vận chuyển quân tiếp viện đến Kherson, khiến tổn thất của đối phương ngày càng gia tăng. Điều này rõ ràng ảnh hưởng đến khả năng của các đơn vị hiện có của lực lượng vũ trang Ukraine. Với cường độ tấn công bằng máy bay không người lái của Nga, khiến lực lượng vũ trang Ukraine phải kéo dài chuỗi hậu cần và chia thành nhiều giai đoạn. Đầu tiên, binh sĩ Ukraine phải thu thập các thuyền chở hàng hóa và nhân sự và chuyển thiết bị hậu cần đến các đảo. Từ các đảo, các nhóm quân có thể phải sẽ tự gánh vác. Điều này sẽ phức tạp và tăng thời gian vận chuyển hàng hóa cho bất kỳ mục đích nào. Một đoạn video về nỗ lực không thành công của quân đội Ukraine nhằm vượt qua bờ trái của sông Dnieper gần Lankrinki đã xuất hiện trên Internet. Đoạn video được công bố cho thấy những người lính Ukraine trên một chiếc thuyền đã bị tấn công khi cố gắng đổ bộ lên bờ trái sông Dnieper. Người điều khiển máy bay không người lái Nga điều khiển cuộc diễn tập này đã sử dụng loại đạn đặc biệt. Kết quả là một số quân đội Ukraine đã rơi xuống nước lạnh giá. Theo các nguồn tin, nhiều binh sĩ Ukraine đã tránh được thương vong trong vụ việc này. Nhưng những người sống sót chạy thoát lên bờ có thể không chịu được điều kiện lạnh giá và bất lợi khi nguồn cung cấp hậu cần về lương thực khó được tiếp tế. Như trong video được công bố gần đây, một quả bom FAB-1500 của lực lượng vũ trang Nga đã được thả xuống khu vực bên bờ sông Dnieper, nơi tập trung nhân lực dự bị của lực lượng vũ trang Ukraine. Cú đánh này đã gây tổn thất và ảnh hưởng nghiêm trọng đối với quân đội Ukraine theo hướng này. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là, đối mặt với tình hình khó khăn như vậy, nhưng tại sao quân đội Ukraine vẫn giữ được khu vực Lankrinki? Tổng thống Putin trong một cuộc họp báo gần đây cũng tiết lộ một số chi tiết về chiến dịch đang diễn ra trong khu vực này. Theo quan sát của ông Putin, đối với lực lượng vũ trang Ukraine, tổn thất trên khu vực mặt trận dọc theo sông Dnieper ở Kherson là rất nhạy cảm. Ông Putin cho rằng việc Kiev đưa quân của mình thực hiện chuyến đi một chiều tới Kherson là vô trách nhiệm. Tổng thống Nga bình luận rằng hành động của Kiev về cơ bản giống như việc đưa quân đội của mình đến để tiêu diệt. Trong cuộc họp báo, Tổng thống Putin cũng cho biết ông đã kêu gọi Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov với yêu cầu không vội đẩy các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine ra khỏi Kherson ở tả ngàn sông Dnieper vì đối phương đang chịu tổn thất nặng nề ở đó. Ông Putin nói rằng, không có gì bí mật cả. Cách đây không lâu, tôi đã nói với Bộ Tổng tham mưu quốc gia, đừng vội đẩy họ ra khỏi đó. Tôi nói thẳng với các bạn, đó là lợi ích của chúng ta nếu họ gửi thêm nhân sự đến đó một cách thiếu suy nghĩ. Thật không may đây là logic của cuộc đấu tranh vũ trang. Tổng thống Putin cho biết tổn thất của Nga trong khu vực là tương đối nhỏ và chủ yếu là binh lính bị thương. Đồng thời cho biết thêm rằng Ukraine đã mất hàng chục binh sĩ cùng lúc. Ông Putin nói quân đội Moscow đã biến khu vực Kherson cũng như các đầu cầu ở bờ sông Dnieper thành vùng đất chết chóc và gọi những diễn biến này là một thảm kịch đối với Ukraine. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Kiev vẫn tiếp tục hy sinh quân đội của mình trong khu vực vì lý do chính trị. Tổng thống nói và cho biết thêm rằng đó không chỉ là binh lính Ukraine thông thường mà còn là những đội tấn công tinh nhuệ còn lại tương đối ít. Một người lính Ukraine chiến đấu gần Kherson
đã mô tả tình hình trong khu vực là địa ngục và nhớ lại việc những chiếc thuyền chở đầy binh sĩ Ukraine đã bị thổi bay khỏi mặt nước trong nỗ lực tiếp cận đầu bờ sông. Các nhà phân tích cho rằng nếu lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục chuẩn bị lực lượng dự bị đổ bộ lên khu vực Rinky, họ sẽ chịu chung số phận. Tuy nhiên, không chỉ binh sĩ Ukraine thực hiện các cuộc vượt sông, các báo cáo gần đây cho thấy có cả lực lượng lính đánh thuê nước ngoài. Hãng tin AVA hôm 19 tháng 12 cho biết, tại khu vực làng Rinky bên tả ngạn sông Dnieper, người ta đã phát hiện ra những người lính đánh thuê nói tiếng Anh, có lẽ là cựu lực lượng đặc biệt SAS của Anh. Dữ liệu về vấn đề này được cung cấp bởi ấn phẩm các vấn đề quân sự. Có thông tin cho rằng họ đang tham gia vào các cuộc chiến bên phía lực lượng vũ trang Ukraine với tư cách là một phần được gọi là quân đoàn quốc tế. Kết quả của một cuộc nỗ lực vượt sông Dnieper, công dân Anh Christopher Berryman, người chiến đấu với tư cách là một tay lính bắn tỉa, đã thiệt mạng. Các nhà phân tích quân sự cho biết, tình hình trong khu vực không phải là mối đe dọa đối với lực lượng vũ trang Nga, ngay cả ở cấp độ chiến thuật. Lực lượng Ukraine ở tả ngạn bị phong tỏa và không có cơ hội phát triển thế tấn công, mà chỉ đưa quân vào chỗ tiêu diệt như Tổng thống Putin đã tuyên bố. Tuy vậy, chính quyền Kiev đang lên kế hoạch thành lập một đội quân mới và kêu gọi nhập ngũ với quân số lên đến 500.000 người và tung nó vào trận chiến. Các nhà phân tích cho rằng việc Nga chừa lại chỗ đứng cho lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực làng Krenki và đầu cầu ở bờ sông Dnieper với mục đích là để chính quyền Kiev vô tư ném nhân sự của mình vào đó. Tướng Mỹ gợi ý Ukraine học hỏi kinh nghiệm của Đức Quốc xã năm 1944. Nếu Ukraine muốn giành chiến thắng trong một cuộc xung đột vũ trang, nước này phải làm theo kinh nghiệm của Đức Quốc xã năm 1944. Tuyên bố này được đưa ra bởi một chuyên gia quân sự Mỹ, cựu tư lệnh lực lượng vũ trang Mỹ ở châu Âu, Trung tướng đã nghỉ hưu Ben Horst, người đã trả lời phỏng vấn trên kênh YouTube Ben Friend. Vị tướng về hưu nhớ lại rằng vào năm 1944, Đức, ngay cả trong bối cảnh thất bại ở mặt trận, đã tăng cường sản xuất vũ khí và đạn dược. Hoges cho biết, điều này có thể thực hiện được ngay cả khi các cuộc tấn công và pháo kích liên tục bằng tên lửa. Cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu nhấn mạnh, việc sản xuất máy bay cho không quân Đức Quốc xã đạt đến đỉnh điểm vào năm 1944. Và đây là điều sau hơn 2 năm ném bom liên tục vào các thành phố của Đức. Ben Hoges nói rằng, hãy nghĩ về những gì Đức đã làm vào năm 1944. Sau đó việc sản xuất máy bay cho không quân Đức đạt đến đỉnh điểm. Và điều này xảy ra sau hơn 2 năm bị không quân Hoàng gia Anh và quân đoàn không quân Hoa Kỳ ném bom liên tục vào các thành phố của Đức. Chưa hết, việc sản xuất máy bay ở Đức đã tăng lên. Vì vậy, tôi nghĩ Ukraine có thể làm điều này với một số lợi ích về hiệu quả và một số công ty phương Tây đã giúp họ thực hiện điều này. Hoges bày tỏ quan điểm rằng Ukraine được cho là có khả năng tăng năng suất của hàng hóa quân sự. Các công ty châu Âu và Mỹ có thể giúp nước này trong việc này. Tuy nhiên, vị tướng này không giải thích cụ thể làm thế nào để tăng năng suất của ngành công nghiệp quốc phòng tại Ukraine. Đức Quốc xã thời đó có một số lượng lớn các nhà máy ngầm và tù nhân trong trại tập trung đã xây dựng các nhà máy và sau đó làm việc trong đó. Gần như không thể đánh bom những cơ sở này, nơi được cung cấp lao động miễn phí với số lượng lớn. Các nhà máy làm việc theo 3K và người Đức có những kỹ sư giỏi. Ngoài ra, Đức Quốc xã có đủ tài nguyên vật chất cho việc sản xuất. Tuy nhiên, tại Ukraine ngày nay, một số ga tàu điện ngầm đã được xây dựng có thể bị ngập. Mọi thứ đều rất tệ với năng lực kỹ thuật ở đó. Và ngay cả khi Kiev tìm được một số hầm trú ẩn hay vị trí thuận lợi hơn và một lượng lớn thiết bị, máy móc hiện đại sẽ phải được đưa đến đó. Theo Prokhor Tepin, người đứng đầu bộ phận các vấn đề quân sự chính trị và kinh tế quân sự quốc tế của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Châu Âu cho biết, hiện rất khó để đoán Zelensky muốn phát triển ở khu vực nào của Ukraine, sản xuất quân sự cùng với các đối tác từ Hoa Kỳ. Nhưng ông lưu ý rằng, dù bất cứ ở đâu, các doanh nghiệp này cũng sẽ trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng vũ trang Nga. Ngoài ra, hiện nay, Nga là một trong những nước sở hữu tên lửa tối tân, chuyên xuyên phá bong ke, hầm ngầm. Và một vấn đề quan trọng khác là nguồn vốn để xây dựng những nhà máy như vậy. Các nhà phân tích cho rằng, tướng Ben Hoges có lẽ không biết bao nhiêu tiền viện trợ cho Ukraine đã bị đánh cắp mà chưa hề được đến Ukraine. Và một dự án xây dựng quy mô lớn như vậy sẽ trở thành món ăn thực sự cho một số lượng lớn quan chức trọng cấp. Ngoài ra, lời nói của tướng Hoges hàm chứa một gợi ý rõ ràng rằng số lượng vũ khí mà Ukraine nhận được từ phương Tây sẽ không còn được cung cấp nữa. Và việc tăng cường sản xuất máy bay không hề giúp nước Đức của Hitler giành chiến thắng trong cuộc chiến với Liên Xô. Có lẽ tướng Mỹ ngụ ý rằng Ukraine có thể bắt chước Đức Quốc xã ở một điều là sụp đổ.
Thượng nghị sĩ Mỹ tố cáo sai lầm cơ bản của phương Tây về Nga. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa ở bang Ohio, ông James David Vance, tối ngày 20 tháng 12 đã đăng trên mạng xã hội X bài viết có được hơn 200.000 lượt xem chỉ trong ít giờ. Trong bài viết của mình, vị thượng nghị sĩ vốn được Tổng thống Trump ủng hộ nhiệt thành đã chỉ ra sai lầm chính của phương Tây đối với Nga. Ông viết, vấn đề cơ bản của cuộc chiến Ukraine không phải là thiếu kinh phí hay có quá ít vũ khí. Phương Tây kiêu ngạo cho rằng Ukraine có thể đẩy Nga trở lại đường biên giới năm 1991. Đó là điều họ tưởng tượng ra từ 18 tháng trước. Tới hôm nay, ý tưởng ấy vẫn viển vông như vậy. Câu hỏi duy nhất là chúng ta sẽ gây thêm bao nhiêu sự tàn phá cho Ukraine trước khi ủng hộ hòa bình. Trên thực tế, toan tính phi thực tế nhằm đẩy Nga trở lại đường biên giới năm 1991 của phương Tây đã được chính quyền Biden và đồng minh NATO rót vào tai những người Ukraine. Để thực hiện điều này, một phương châm được đặt ra cho chính quyền Kiev là hãy chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng. Nhưng là những người ở thực địa, các quan chức Ukraine hoàn toàn hiểu rằng mệnh lệnh này chỉ ngày càng làm nhiệm vụ chiến đấu trở nên bất khả thi. Nhất là khi họ thiệt hại nặng nề từ cuộc phản công thất bại, dẫn đến tinh thần của binh sĩ rệu rã. Tuy nhiên, để cần tiền duy trì chế độ, người Ukraine vẫn phải sống trong ảo tưởng của Biden và chơi một trò cò quay với phương Tây bằng chính điều kiện của phương Tây. Đơn cử, chỉ một tháng trước, ngày 20 tháng 11, Alexei Danilov, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, đưa ra phát biểu qua liên kết video tới hội nghị thường niên của Diễn đàn An ninh Quốc tế Halifax, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Washington DC. Tại đây, quan chức thân tín của Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine cần thêm tài trợ và hỗ trợ của phương Tây để khôi phục lại đường biên giới năm 1991 và trở thành cường quốc kinh tế một lần nữa. Danilov nhấn mạnh rằng Ukraine có mọi cơ hội để trở thành một dự án chiến lược của phương Tây, nơi sẽ thể hiện toàn bộ sức mạnh của sức sống của nền dân chủ và bảo vệ các giá trị phổ quát. Và để chốt cho quan điểm của mình, Danilov tuyên bố rằng Ukraine và nhân dân Ukraine sẽ chiến đấu đến cùng, chúng tôi chắc chắn về chiến thắng của mình. Tất nhiên, như những gì chúng ta đã thấy trong một tháng qua, nỗ lực xin viện trợ của Ukraine đã bị chặn đứng tại Quốc hội Mỹ với sự bất lực của ông Biden. Sự gắng gượng của một tổng thống tuổi 80 phụ họa cùng chuyến công du còn thoi của ông Zelensky ở Mỹ Âu đã không thể đem lại thành công cho mục tiêu gọi vốn đầu tư nuôi chiến tranh của thương vụ tỷ đô Ukraine nữa. Giờ đây, khi sai lầm chính của phương Tây bộc lộ ngày một rõ ràng, thì các quan chức vốn phải chịu trách nhiệm đang gấp rút làm tất cả những gì có thể để có thể cứu vãn. Tất nhiên, không phải là cứu chế độ ở Ukraine, mà là cứu chính mình. Hiển nhiên họ đang làm điều đó một cách âm thầm. Điều này đã được nhận định trong một bài đăng hôm 19 tháng 12 của nhà báo David Goodman, người phụ trách chuyên mục Spengler của Asia Times và BG Media. Ông viết rằng, mọi người tham gia chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đều đang chuẩn bị cho thảm họa Ukraine, cố gắng giảm thiểu thiệt hại về sự nghiệp. Điều đó tạo ra sự tê liệt hoàn toàn, bởi vì người đầu tiên bẻ Ometa, tức là phá vỡ quy tắc im lặng, sẽ là vật tế thần. Ukraine chuẩn bị tối tăm vì chiến thuật tấn công sắp tới của Nga. Hãng truyền thông PBS của Mỹ vừa có bài phân tích trong đó thừa nhận một nguy cơ hiện hữu với Ukraine trong mùa đông này. Bài báo viết rằng, vào mùa đông năm ngoái, Nga đã không ngừng tấn công mạng lưới năng lượng của Ukraine, gây mất điện kéo dài nhưng chưa thể đánh bại được mạng lưới điện có khả năng phục hồi cao. Tuy nhiên, theo PBS, chính các quan chức Ukraine đã cảnh báo rằng mùa đông năm nay có thể còn khó khăn hơn do các cuộc tấn công của Nga. Trong những tháng gần đây, quân đội Nga đã giảm việc sử dụng tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không và trên biển. Động thái này được nhiều người nhìn nhận là dấu hiệu cho thấy Moscow đang nỗ lực xây dựng kho dự trữ vũ khí như vậy để tấn công mạng lưới điện của Ukraine và các cơ sở hạ tầng quan trọng vào mùa đông. Nếu một khi bị tên lửa Nga tập kích vào đúng giai đoạn khát năng lượng, thì các hệ thống lưới điện của Ukraine dễ sụp đổ nhất do mức tiêu thụ đang chạm đỉnh. Đáng nói là Nga đang có điều kiện kép để mở ra những trận không kích lớn nhằm đạt mục đích đánh sập toàn bộ mạng lưới điện của Ukraine. Thứ nhất, hệ thống tên lửa dự trữ của Nga đã sẵn sàng khai hỏa. Đây chính là điều mà ngay cả Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng khiếp sợ khi ông nói với các phóng viên ở Brussels vào tháng 11 vừa qua rằng Nga đã tích lũy một kho tên lửa lớn trước mùa đông và chúng tôi thấy những nỗ lực mới nhằm tấn công mạng lưới điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, cố gắng đẩy Ukraine vào bóng tối và giá lạnh. Trong một cuộc trao đổi với PBS hôm 19 tháng 12, Nick Stiefrin, một nhà báo nổi tiếng ở Mỹ cho biết, mùa đông năm ngoái, các cuộc tấn công của Nga vào các nhà máy điện ở miền trung Ukraine đã gây ra thiệt hại thảm khốc, bao gồm cả các đơn vị sản xuất và phân phối điện.
Các cuộc tấn công ấy đã gây thiệt hại 10 tỷ USD và ảnh hưởng đến 12 triệu người Ukraine. Và các quan chức Mỹ và Ukraine tin rằng mùa đông lại đến, có nghĩa là các cuộc tấn công của Nga vào lưới điện Ukraine sẽ trở lại dồn dập. Điều đó khiến cho Oleksandr, giám đốc nhà máy điện ở miền trung Ukraine thừa nhận. Thật đáng sợ, tất nhiên là nó đáng sợ, nhưng điện là huyết mạch của nền kinh tế, chúng tôi phải duy trì nó. Điều kiện thuận lợi thứ hai cho Nga chính là lúc này. Hệ thống điện của Ukraine đang gặp vấn đề nội tại. Hôm 19 tháng 12, khi hàng loạt địa phương ở Ukraine bị mất điện, Khachenko, quan chức phụ trách vấn đề này, đã nói trên truyền hình Ukraine rằng thật không may, theo dữ liệu mới, khoảng 40% tổng cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nghiêm trọng. Công việc sửa chữa và kết nối đang diễn ra, nhưng dự kiến sẽ mất điện trong hôm nay và ngày mai. Ngoài ra, theo công ty năng lượng quốc gia Ukrainego, mức tiêu thụ điện nói chung ở Ukraine vẫn ở mức cao, bất chấp tình trạng nóng lên rõ rệt và kêu gọi người dân tiêu thụ điện tiết kiệm. Ukrainego cho biết thêm, hầu như hàng ngày, điện được nhập khẩu từ Slovakia, Romania và Moldova, tổng công suất là 3.981 MWh, với công suất cực đại tính theo giờ riêng lẻ lên tới 468 MW. Với tình hình như hiện tại, việc Nga sẽ gấp rút tung ra những đòn không kích nhằm mục đích đánh sập hệ thống điện Ukraine là rất dễ xảy ra. Điều đó sẽ khiến cho Ukraine rơi vào tình trạng tối tăm, theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen, về mọi mặt của đời sống chính trị, xã hội. Phong sát bất thành, ông Trump có thể nhận được phiếu vắng mặt ở Colorado. Như đã biết, hôm 19 tháng 12, Tòa án tối cao bang Colorado, Mỹ ra phán quyết chưa từng có tiền lệ, khẳng định cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không đủ tư cách tham gia tranh cử sơ bộ tại tiểu bang này. Quyết định của Tòa án tối cao Colorado loại Trump đã gây ra một cơn bão thực sự trong giới đảng viên Cộng hòa. Tuy nhiên, đòn triệt hạ này của Tòa án tối cao Colorado và đảng Dân chủ nhắm vào ông Trump đang phản tác dụng. Bởi ngay sau phán quyết, ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Vivek Ramaswamy, như một dấu hiệu của sự đoàn kết, đã hứa sẽ rút việc ứng cử ở Colorado và kêu gọi tất cả các đối thủ khác của ông Trump cũng noi gương ông. Thêm vào đó, đảng Cộng hòa ở Colorado ngay lập tức đề nghị bỏ qua quyết định của tòa án. Chỉ cần hủy bỏ các cuộc bầu cử sơ bộ và ghi lại phiếu bầu cử của tất cả các đại biểu vắng mặt cho Trump. Vì trong mọi trường hợp, ông ấy là người dẫn đầu tuyệt đối trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Tỷ lệ đánh giá của cựu tổng thống liên tục vượt quá 65%. Giờ đây, mọi phán quyết của tòa án chống lại Trump chỉ cộng thêm điểm cho ông Trump. Và các chiến lược gia chính trị của ông Trump hy vọng rằng các sự kiện hiện tại sẽ không phải là ngoại lệ và sẽ nâng cao xếp hạng của ông lên thêm từ 3 đến 5 điểm. Đảng Cộng hòa phẫn nộ trước tình trạng vô pháp luật của tòa án sẽ tập hợp xung quanh Trump. Điều này sẽ giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ càng dễ dàng hơn. Trong một tuyên bố ngày 20 tháng 12, Ramaswamy gọi quyết định của tòa án là một cuộc tấn công vào nền dân chủ vì hiến trong một bài đăng trên X, trước đây là mạng xã hội Twitter. Ramaswamy nói rằng, quyết định hôm nay là chiến thuật can thiệp bầu cử mới nhất nhằm bịt miệng các đối thủ chính trị và xoay chuyển cuộc bầu cử theo bất kỳ con rối nào mà đảng Dân Chủ dựng lên lần này bằng cách tước bỏ quyền bầu cử của người Mỹ cho ứng cử viên mà họ lựa chọn. Ramaswamy nói thêm rằng, dù đã dùng mọi thủ đoạn để loại bỏ cựu Tổng thống Trump khỏi cuộc tranh cử trong cuộc bầu cử này, cơ chế lưỡng đảng hiện đang còn triển khai một chiến thuật mới để ngăn cản ông ấy giữ chức vụ nữa. Tu chính án thứ 14. Vivek Ramaswamy, 37 tuổi, trước khi trở thành một chính trị gia trẻ tuổi ở Hoa Kỳ, ông là một doanh nhân công nghệ sinh học. Về quan điểm, ông gọi chính quyền Trung Quốc là mối đe dọa ngoại bang lớn nhất mà nước Mỹ phải đối mặt. Trong một tuyên bố đăng trên Twitter vào sáng ngày 22 tháng 2, ông Ramaswamy nói thêm rằng Mỹ cần cấm hầu hết các công ty Hoa Kỳ kinh doanh tại Trung Quốc cho đến khi Đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ hoặc cải cách hoàn toàn. Trong các buổi diễn thuyết của mình, ông thường nhắc đến 10 sự thật mà bản thân tin theo, bao gồm: 1. Thiên Chúa là có thật. 2. Có hai giới tính tách bạch. 3. Sự phát triển của con người cần đến nhiên liệu hóa thạch. 4. Phân biệt chủng tộc ngược là phân biệt chủng tộc. 5. Biên giới mở là không có biên giới. 6. Cha mẹ quyết định việc học tập của con cái. 7. Gia đình hạt nhân gồm cha mẹ và con cái là hình thức duy trì vĩ đại nhất được nhân loại biết đến. 8. Chủ nghĩa tư bản đưa con người thoát nghèo. 9. Chính phủ Hoa Kỳ có 3 nhánh chứ không phải là 4. 10. Hiến pháp Hoa Kỳ là sự bảo đảm mạnh mẽ nhất cho các quyền tự do trong lịch sử. Quý khán giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay đến đây xin tạm dừng. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ kênh tin 360 News. Mọi bình luận, nhận xét và sự chia sẻ video này của quý vị đều là nguồn động viên quý giá cho đội ngũ làm chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo. Và bây giờ Quang Sang xin kính chào
và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin kỳ sau. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Thân ái, chào, tạm biệt.